Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay lại với series tìm ra của tôi. Ở video này thì tôi sẽ giới thiệu và giúp các bác tìm kiếm được những cái sản phẩm dao thái theo cái chức năng dùng của mình. Nghĩa là mình muốn tìm con dao nào. Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác xem qua và từng bác, từng cái mong muốn của từng bác thì tôi sẽ giải đáp dần và đưa ra cho các bác một cái giá mùa dịch phải nói là không có gì phải lăn tăn cả. Giá tốt và chất lượng dao là cái hàng đầu nhất. Thứ nhất thì tôi xin giới thiệu qua thì tôi là dao Fuxen HD, một trong những cái thương hiệu cũng đã tương đối quen thuộc với các bác xem video rồi. Thế nên là mong các bác mình cứ yên tâm, mình dùng cái sản phẩm có vấn đề gì cứ phản hồi qua xưởng, mình sẽ được tư vấn bảo hành cũng như là giúp các bác tìm kiếm chọn được những con dao mà nó ưng ý nhất. Phương châm của tôi rất là đơn giản thôi. Một con dao tốt là một con dao dùng nhiều. Để mà dùng được một con dao để dùng nhiều, một là nó chất lượng tốt và nó phù hợp. Đấy là cái phương châm của tôi. Thì đây là số điện thoại của tôi, có ghi ở trên đây 0376722270, cũng là Zalo luôn. Mọi người có thể tham khảo Zalo, tham gia Zalo để có thể thấy những cái hình ảnh, những cái công việc của những cái sản phẩm mới hàng ngày của tôi ở trên Zalo. Bác có thể vừa giải trí, vừa tham khảo và có thể thỉnh thoảng để ủng hộ những cái sản phẩm đẹp. Đấy, cảm ơn các bác. Tôi xin để qua đây và bắt đầu vào video. Thì các bác đã xem video này thì chắc chắn cũng đang tìm kiếm một con dao thái ưng ý cho gia đình mình. Thì tôi sẽ giới thiệu qua những cái sản phẩm dao thái ở đây. Trong tay tôi thì là một cái con dao mà thái. Con dao thái này là con dao thái chặt lọc. Thực ra tên là chặt lọc nhưng mà cái bản này là bản thái. Nghĩa là nó để chuyên để thái thôi, không phải để chặt. Con dao thái này thì cũng thông thường giống như cái dao thái bình thường thôi. Nhưng mà con dao này có đặc biệt ở chỗ nó dành cho những người mà hay thái nhiều, hay dùng trong bếp, hay chặt một chút gà vịt nữa để mà bán, gọi là dao phở đấy. Dao phở đấy, mình dùng con dao phở này. Con dao này thì nó mỏng, thì dùng con dao này thì nó sẽ thái được nhiều hơn. Bởi vì dùng thái phở nó rất là mòn dao rất là nhanh. Thế nên là con dao nó phải cần bản to nên người ta mới dùng gọi là dao thái phở. Con dao này sẽ là bản 10 lưới 22 phân. Tương đối là kích thước tương đối là phổ thông và dễ dùng. Các bác ở Hà Nội là rất là hay đặt. Tôi xin để ở đây. Tiện thể đây thì video này tôi sẽ đặt cách là tôi sẽ báo giá thẳng luôn cho các bác. Các bác mà muốn dùng một con dao mà để mà thái mà nhẹ nhàng, bản to, dễ thái rồi mọi thứ thì mình nên dùng con này. Con dùng hàng quán phở ấy thì mình nên dùng con này. Con dao này thì mình đây là cán gỗ cẩm chỉ, còn cán gỗ nghiến thì mình sẽ rẻ hơn đôi chút, cái chất lượng nó không có gì thay đổi cả. Đấy, các bác chơi gỗ thì bác thích cán này thì mình có thể chọn cán này. Thì con dao này thì ở video này thì tôi sẽ để cái giá khuyến mãi thôi. Con dao này thì trước cán gỗ cẩm thì tôi có bán là 320.000 theo đúng cái giá mà đã niêm yết rất là lâu rồi. Hiện tại thì tôi sẽ mở hàng bán cho các bác với cái giá sẽ là 260.000 đi. 260.000 cán gỗ cẩm và 170.000 cán gỗ nghiến. Đấy. Tôi sẽ để sang một bên. Bây giờ thì tôi sẽ tư vấn cho các bác về thứ nhất, nếu các bác mà chỉ dùng trong gia đình thôi, nghĩa là dùng trong gia đình thông thường thôi, thì mình có thể chọn một con dao thái cỡ vừa phải thôi. Nếu mà không thích nhọn thì mình nên chọn cỡ dao này. Đây là cỡ dao bản 6 lưới 22 phân. Con dao này để mà chuyên để thái luôn, thái chuyên dụng luôn. Nên là các bác dùng gia đình thì cũng ít khi thiếu con này được. Con này thì có cái ưu điểm là lưới này là lưới dài và cái trọng tâm nó phân bố đều, thế nên là dễ, rất là dễ thái thôi. Đây là cỡ thái rất là phổ thông, rất là của đa số tất cả các gia đình. Con dao này có một nhược điểm là nó không lọc được. Đương nhiên là một con dao không nhọn thì cũng rất là khó lọc, thế nên con dao này nó không lọc được, nhưng mà chức năng thái của nó thì đúng vô địch, nó cũng không có con nào nó có thể gọi là qua được cái truyền thống, qua được cái chất lượng dao vuông để thái đâu. Còn nếu mà các bác mà có làm hàng quán, có hay cạo lông lợn, chọc tiết lợn hoặc là lọc nữa, mình cần một con dao thôi, không cần nhiều. Thế là mình chỉ cần dùng con dao bầu thái này thôi. Con dao này bản cũng tương tự con kia, nhưng mà sẽ là bầu lọc nhọn, thái thân dao khỏe hơn.
thì con dao này sẽ lọc thái chọc tiết cạo lông được tốt đấy. Thứ ba thì mình, nếu mà các bác nào mà muốn một cái con dao nó phong cách nó hiện đại, nó có thể lọc được vừa phải thôi, cái chức năng thái vẫn giữ nguyên mà vẫn dùng gọi là ôm tay dùng nhẹ nhàng, thì cái con dao này sẽ là con dao phù hợp nhất với các bác. Con dao này cỡ lưới là 21 nhân với 5,5. Cái con dao này thì mình sẽ thái lọc phi lê cũng rất là chuẩn. Nói thẳng là con dao này làm theo mẫu Nhật, thế nên là nó cũng có những cái chức năng riêng của nó. Nên là mình nếu mà dùng gia đình ấy, thì chọn con này hoặc con vuông đều được, đều dùng rất là tốt. Bác nào dùng nhà hàng hay thích con dao lạ, con dao thái lạ thì phi lê các kiểu nhiều nữa, thì mình nên chọn cái con dao này. Con dao này tôi phải nói là rất ưng ý, rất đẹp, lưỡi dài, dễ thái, trọng lượng có, hơi hơi băm nhẹ một tí vây cá được. Đó là rất là tốt. Các bác mà không thích nhọn mà cũng không phải thích vuông mà nó cái bản nó vừa phải thôi, nó không thích quá vuông đơn điệu mà không thích nhọn nó ảnh hưởng vấn đề là trẻ con các kiểu, thì mình chọn con này. Cái dáng đẹp đây, có cái dáng đẹp, thái rất là ok. Cho bác nào thích vừa băm vừa thái và cái thích cái mẫu dao đẹp ở trên mạng, thì đây tôi có làm một con dao băm chặt thái. Con này giống con đề ba đấy, chỉ là nó múi nó hơi kiểu Trung Quốc thôi, còn đề ba là của Nhật Bản, đây là của Trung Quốc nha các bác nhé. Đấy, có cán ốp đâm chắc, lọc thái băm. Con này tôi đã test một cái bài test ở trên video ở trên có tôi có đăng rồi đấy, các bác có thể tham khảo. Con này thì các bác dùng thì nói chung là nó đẹp thôi, còn dùng thì cũng như các con dao khác, nó cũng phải nói là cái chức năng nó đã đảm bảo thôi, nó đảm bảo thôi, ngoài ra nó được cái đẹp, nó đầm thế đấy. Đây cho các bác nếu mà dùng dao thái phở mà phở bình thường thôi, không thích nhọn, thì mình có thể dùng con dao thái phở bản 10 này. Con này là một trong những con rất là đắt khách, bởi vì nó đơn giản, dễ thái, dễ trung thường, dễ dùng. Nó như thế. Sau đây thì đấy, bác mà muốn một cái con dao để mà sau đây thì các bác mà muốn vừa chặt vừa thái được, nếu nó lưng chừng ở mức này thôi, thì mình có một cái con dao chặt gà vịt vừa chặt vừa thái là con này các bác nhé. Vừa chặt vừa thái nặng 0,5 kg, cả cá nếu thấy tầm khoảng 0,55 và 0,6. Con dao này thì sẽ là lưới 8,5 nhân với 23 cm. Con dao này dùng trong gia đình thì đảm bảo là không có nhà nào phải thiếu được cả. Con dao này vừa chặt gà vịt tốt, vừa nhẹ, vừa thái được. Thái được luôn các bác, thái được luôn nhé, chỉ là không thái nhanh, thái gọn, thái mỏng được như dao chuyên thái thôi, chứ thực ra dao này thái được tốt, vừa chặt thái được tốt đấy. Đặc biệt thì con dao này chức năng chính nó vẫn là chặt gà vịt. Chặt gà vịt các bác dùng trong hàng quán thì hay dùng con này, phải nói là chặt nhanh, ổn định và nhẹ nhàng nên chặt được nhiều. Con dao tiếp theo mà bác nào mà hay để mà không để thái nhiều đâu, mà chỉ để chuyên chặt gà vịt thôi, thì chúng ta có một con dao chặt gà vịt bản rộng. Dùng nhà hàng. Con này thì bản 10 phân. Con dao này thì phải nói là 0,7, 0,65, chuẩn nó là 0,65 kg thì sẽ được cái con dao này. 0,65 kg sẽ là con dao này. Thì con dao này thì chủ yếu là để chặt thôi, chặt gà vịt, chặt sườn thôi, để bán hàng thôi. Con dao này sẽ là chuẩn hơn cho các bác nào hay dùng. Đặc biệt ở trong video này tôi sẽ giới thiệu một con dao rất là đặc biệt. Con dao này tôi tin chắc là rất nhiều người bán hàng là hay dùng nhất. Đây ạ. Đây là một cái con dao chặt gà vịt chuyên mổ xẻ. Đấy, tôi nó là như thế. Con dao này lưới tới 27 phân. Bản của nó sẽ là bản 9, mà không phải là bản 10 đó, bản 9. Con dao này lưới dài để làm gì? Để chặt một phát là hết con vịt luôn, không cần phải nhát thứ hai đâu. Chặt một phát là xẻ dọc con vịt luôn, chặt luôn. Con dao này thì nặng tầm khoảng 8 lạng. Thế nên là cũng có thể lấy đi chặt
Con dao này còn hay còn gọi là con chặt lợn quay đấy. Con dao chặt lợn quay đấy. Thì đều dùng chặt lợn quay thì cũng chức năng của nó là lưỡi dài như thế, đầm hơn một chút. Con dao có lực. Thế nên là con dao này mình sẽ dùng tốt để cái chức năng. Tùy chức năng là mình sẽ dùng con dao, chọn con dao tốt. Đấy là những cái sản phẩm mà mình đã giới thiệu qua, thì các bác chắc là sẽ đã chọn được con dao thái ưng ý rồi. Trong cái video tới thì tôi sẽ chọn cho các bác một con dao chặt xương kèm theo cái bộ này, thì sẽ được một cái bộ khoảng 4 con, 3 con tùy theo khách hàng của mình thôi. Đấy, được chọn được một cái con dao ưng ý. Sau đây cuối video thì tôi sẽ báo giá cho các bác để biết mình lựa chọn được cái sản phẩm nó hợp lý nhất. Đa số tất cả những con dao thái bản trung bình dùng bình thường trong gia đình thôi, cán gỗ nghiến, ở cái video này tôi sẽ báo giá nó là 165.000. Đây là cái giống như là cán gỗ nghiến loại này, dùng rất là tốt rồi, chức năng của nó không có gì thay đổi, cái con dao chất lượng không gì thay đổi. Còn nếu mà là cán gỗ cầm chỉ, bất kể cả ốp hay là đuôi chuột, thì những cái con dao bình thường, con dao bản 6 hoặc bản 7 thì đều tôi sẽ để ở chung ở mức giá, và cái giá này sẽ là cái giá trong video này thôi. Các bác tìm được video này, bác có giá này thì bác cứ đến chỗ tôi sẽ để các bác đúng cái giá như vậy. Thì cái con dao như vậy thì ngày trước thì tôi sẽ là bán là 280.000, hiện tại thì tôi sẽ để giá là 220.000 cho các bác thoải mái lựa chọn. Trong cái video này mùa Covid thì tôi cũng rất là thông cảm với các bác thôi. Còn những cái con dao chặt gà vịt đây, đúng rồi, con dao chặt gà vịt thì tôi có bán là 310.000 cán gỗ cẩm. Hiện tại thì tôi sẽ để giá xuống sẽ nó là 270.000 đi, để cho các bác, đảm bảo các bác không tìm được cái sản phẩm nào mà đẹp mà nó cái giá nó lại như vậy đâu, nên là các bác không cần phải tìm kiếm thêm làm gì cả cho nó mệt. Bởi vì tôi biết là các bác đã tìm đến video này, các bác cũng đã tham khảo rất là nhiều video rồi, cũng đã tìm hiểu, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái con dao ưng ý. Thì sau đây thì cái sản phẩm này nó là như thế. Còn cái con dao chặt gà vịt bản rộng này thì nó sẽ to hơn, thì giá của nó sẽ cao hơn một chút. Ngày trước đó là 350.000. Tiếp theo thì nó là cái cớ dao chặt gà vịt bản rộng. Cái cớ dao này thì mình sẽ bán là 280.000 thay vì 350.000 như giá trước. Đặc biệt là cái con dao chặt này, cán gỗ nghiến này, con dao chặt lợn quay cán gỗ nghiến, nếu chỉ là cán gỗ nghiến thôi nhé, cán gỗ nghiến thì mình sẽ bán với cái giá là 250.000. Cái giá này phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Thế nên là các bác cứ tham khảo trực tiếp. Trong cái video lần tới thì tôi sẽ tham khảo gửi lên cho các bác về một số loại dao chặt xương và chặt gà vịt đặc biệt. Thì mong các bác có thể tham khảo thêm ở cái phần đường link phần dưới, thì có thể đón xem cái video tiếp theo. Trong cái video này thì các bác đã ưng cái con dao nào rồi, có câu hỏi nào thì các bác cứ để ở phần bên dưới bình luận để tôi có thể giải đáp từng khách hàng một, và đặc biệt là bác nào gần để chọn cho các bác những cái sản phẩm nó đẹp nhất, nó phù hợp nhất. Vâng, cảm ơn các bác, mong các bác chọn được cái con dao ưng ý.